Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy. Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại huyện Yên Thủy, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 với cử tri. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 luật, luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh, luật kinh doanh bảo hiểm, luật thi đua khen thưởng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, 17 nghị quyết cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Yên Thủy phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của kỳ họp, đồng thời có nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào một số nội dung cần có giải pháp ổn định giá xăng dầu để tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp, hỗ trợ chính sách bảo vệ rừng phòng hộ, khắc phục tình trạng thanh tra còn chồng chéo đối với doanh nghiệp, cần sớm chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc miền núi, tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: thảo luận và thông qua quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng, như đồng chí phó trưởng đoàn đã báo cáo, thông qua 5 cái luật, cho ý kiến vào 6 luật và thông qua 17 nghị quyết. Trong đó thì có rất nhiều vấn đề quan trọng, như vấn đề về 2 ngày rưỡi chất vấn, vấn đề hơn 1 ngày thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội. Thì thưa quý vị đại biểu, là trong cái hoạt động của Quốc hội thì đoàn đại biểu Quốc hội Hòa Bình được đánh giá là một trong những đoàn mà hoạt động tích cực nhất. Ngoài việc tham gia vào các cái hoạt động chung của Quốc hội thì chúng tôi cũng rất tích cực tham gia vào đấu tranh, phải nói dùng từ đấu tranh ấy, kiến nghị các cái vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri và nhân dân Hòa Bình có kiến nghị. Ví dụ như là vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Ví dụ như là triển khai dự án đầu tư công. Hòa Bình chúng ta là một trong những địa phương mà thành công nhất trong kỳ họp vừa rồi. Là chúng tôi đã truyền tải đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn đến với diễn đàn Quốc hội. Liên quan đến những kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được các kiến nghị đề xuất và trao đổi của cử tri, tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri trên địa bàn huyện. Tại huyện Lạc Thủy, cử tri rất phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, đồng thời có một số kiến nghị về chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, đặc biệt là các xã đặc biệt khó khăn, xã đặc thù. Ngoài ra, cử tri huyện Lạc Thủy mong muốn các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ cho người dân phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công nhân nông trường Sông Bôi. Trước ý kiến của các cử tri, lãnh đạo các sở ngành huyện Lạc Thủy đã trả lời các kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực mình phụ trách. Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lạc Thủy, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri trên địa bàn huyện, đồng thời nhấn mạnh đây là những đề xuất chính đáng của người dân. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận và kiến nghị lên Quốc hội và các bộ ngành Trung ương nghiên cứu giải quyết. Năm 2020, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nghị định 32 để phê duyệt một cái đề án là tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, đã có cái hướng dẫn cho tỉnh huyện để lên một cái kế hoạch là cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho đất đai liên quan đến nông lâm trường. Và Lạc Thủy đây cũng có kế hoạch 95, cũng đã đi bước đi nó cụ thể hơn so với thời gian trước đây. Và cái dự kiến từ tháng 6 2021 đến 30 tháng 6 2023 thì sẽ hoàn thành cái việc cấp giấy sử dụng đất cho khoảng hơn 2.200 hộ. Như tôi có nói với Ngô Tuấn Kỳ này, tháng 10 để trình ra luật đất đai hoặc một vài điều liên quan đến quy định về đất đai nông lâm trường, làm khuôn khổ pháp luật để cho
cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương chắc chắn hơn để mà triển khai các cái kế hoạch này. Mà hôm nay có kế hoạch này thì rất là mong Sở Tài nguyên Môi trường này, huyện Lạc Thủy, các anh làm cuốn chiếu, chỗ nào mà dễ các anh cứ làm trước đi, làm dần dần tới chỗ khó thì có những việc á là Hòa Bình phải báo cáo lên cho Bộ Tài nguyên Môi trường, báo cáo Chính phủ để phối hợp giải quyết. Tôi xin một lần nữa, với trách nhiệm là một cán bộ của Trung ương về ứng cử tại Hòa Bình, tôi cũng đánh giá cao huyện Lạc Thủy 6 tháng đầu năm đã phấn đấu nỗ lực, vừa thoát qua khỏi cái dịch thì mình bắt đầu bắt tay ngay vào phục hồi kinh tế xã hội liền. Và đến thời điểm này thì các đồng chí đã có 3 chỉ tiêu là đạt được cái chỉ tiêu của cả năm. Như vậy rất là tốt, ngân sách đã đạt được 85% theo cái chỉ tiêu mà tỉnh giao. Còn huyện thì đang phấn đấu là 250 tỷ. Nông thôn mới, Lạc Thủy là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã trao 50 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại huyện Lạc Thủy.